Demo lại bài tập có dính dáng tới từ bài đầu tiên nhé. Ví dụ như là chúng ta làm quen với lại một số các cái công cụ máy hình cơ bản này. Này, chúng ta sẽ làm thử một cái bài như thế này. Chúng ta vẽ thử một cái hình như thế này nhé. Vẽ một cái bút chì này. Ví dụ một cái nhé. Sau đó các bạn có thể tô vào bất kỳ. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra bản sao. Đây, bản sao. Chúng ta chọn công cụ scale. Đó. Bây giờ tôi không chọn uniform nữa mà tôi chọn non uniform. Đây, và tôi cho nó tọn độ khoảng 70% xem nào. 100% đi, tức là cao vẫn thế nhưng mà phần này hẹp lại, có lẽ là tôi cho 60, 65 đi, 60 đi. Đây, copy. Tôi sẽ có một hình ở trong và một hình ở ngoài. Đấy, hình này thì tôi có thể cho nó sẫm hơn một tí, ví dụ như thế. Đó, đến đây là chúng ta sẽ có gì đây? Có phần thân bút đúng không? Thân bút. Bây giờ vẽ tiếp bằng hình đa giác đi. Chọn polygon, tôi vẽ ra một hình. Đấy, bây giờ nếu nó đã là tam giác rồi thì ok, chúng ta có thể là đặt đến đây là được. Bây giờ chúng ta làm gì nữa? Đo cái thằng này nhá. Đo cái thằng này là các bạn quan sát nhé. Chúng ta chọn một đối tượng thì ở phía trên thanh option này nó có một số tham số để chúng ta có thể là biết được nó dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Đấy. Thì ví dụ độ rộng của nó là từ này, tôi có thể copy bằng cách là bôi đen, copy lấy các con số này. Sau đấy thì tôi có thể bấm chọn vào cái hình này và tôi cũng bấm vào lệnh transform. Tôi cho nó chạy theo cái kích thước đó. Đây. Sau đó thì chúng ta sẽ lật này. Lật thì các bạn biết lệnh lật rồi đúng không? Reflect này. Đó, reflect. Lật lại. Ok. Tiếp theo làm gì nữa? Bây giờ gióng hàng, đúng không? Gióng hàng gì đây? Giữa này. Bây giờ đến lúc mà chúng ta có thể xem lại về cái phần snap đây này. View này, bật lại snap to guide hoặc snap to point này. Hoặc là gì đây? Smart guide. Đấy, bây giờ các bạn kéo này. Kéo đến đâu thì nó sẽ tự động gì đây, bám dính vào cạnh đáy của thằng này. Bây giờ tôi tô cho nó một màu khác, ví dụ màu ghi ghi đi, hay là màu vàng sáng đi, ví dụ này. Đấy. Đến đây tôi lại làm tiếp một cái nữa, thu về tỷ lệ đây, scale. Bây giờ tôi lại sang gì đây, uniform, tôi cho nó còn độ khoảng 50% đi, sorry. Đây, chúng ta cho nó 5 này, 50% này và copy. Thì tôi sẽ có thêm bản sao đúng không? Bản sao này tôi chỉ việc là gì đây, gióng hàng hoặc là kéo xuống. Kéo xuống thì nó cũng làm sao, nó cũng bám dính rồi, tại vì là chúng ta bật bám dính lên rồi. Hoặc nếu không thì các bạn làm đúng thì các bạn chọn cái này và cái đối tượng lớn hơn đúng không, khóa đối tượng lớn hơn lại giữa này và gì đây, bằng đáy này. Đến đây tôi tô tiếp thì đây, màu đen lên. Đó, đến đây là tôi được cái gì rồi nhỉ, đầu bút rồi đúng không? Bây giờ tiếp đến cái đuôi này, chúng ta lấy cái round được góc nhe này, vẽ một hình này đúng không? Muốn cho nó tròn nhiều hay tròn ít thì chúng ta sẽ điều chỉnh bằng phím mũi tên lên xuống để tôi vẽ cái phần cục gôm, cục tẩy. Đó là cái cục này thì chúng ta sẽ cho nó màu sáng sáng một tí. Đấy, và đưa xuống dưới thế nào nhỉ? Còn nhớ lại không? Control Shift gì? Mở ngoặc vuông đúng không? Giấu xuống dưới. Nếu thêm một cái đoạn mà cái đoạn nhôm để bao ở dưới thì chúng ta sẽ lại vẽ thêm một hình nữa. Đúng không? Lấy màu sáng sáng một tí.
thích nữa thì các bạn có thể là sử dụng cái tua chuyển cũng được. Đấy, ví dụ như thế. Tạm thời bây giờ chúng ta làm đến đây đã nhé. Thế đây có một hình rồi, chúng ta sẽ bố trí nó vào group này. Tôi thu nhỏ bớt nó lại và tôi tạo ra một cái tổng thể. Bây giờ chúng ta sử dụng công cụ rectangle đi. Giữ shift để làm gì nhỉ? Giữ shift để thành hình vuông đúng không? Quay 90 độ này, à quay 45 độ này. Đây, làm trên transform này thì thực ra nó cũng có. Đây này, lệnh quay ở đây, hoặc là bạn sử dụng công cụ hoặc là hỗ trợ này. Đúng không? 45 độ. Đưa xuống dưới, Ctrl Shift. Lấy một màu nào đấy cho nó rõ đi. Đó, gióng tiếp này. Được chưa? Bây giờ Ctrl C, Ctrl F và Shift Alt thu nó đều vào trong một tí. Tôi tô cho nó một màu khác đi đi. Ví dụ này. Sau đó thì chúng ta có thể bố trí một vài cái hình trang trí. Lúc này thì chúng ta sẽ làm quen lại với lại một số hình như này. Ví dụ sao này, vẽ đây này. Rồi các đường này, ví dụ như là spira này. Rồi các hình khác, mỗi hình chúng ta để một vị trí nào đó. Đây, gióng hàng ngang giữa này. Ví dụ bây giờ chúng ta lại lấy thêm một số các hình khác, chẳng hạn như là hình tròn D, shape vẽ cho nó tròn, cũng giống hàng giữa này. Đó. Star rồi, đây polygon. Ví dụ thế. Bây giờ lật lại. Gióng. Ví dụ thế, tức là chúng ta làm một cái bài nó cũng tương đối đơn giản thôi, nhưng mà nó sẽ dính dáng một chút tới các cái dính dáng một chút tới những cái lệnh hoặc là những cái thao tác mà chúng ta đã trao đổi. Đấy, đơn giản thôi nhưng mà nó sẽ giúp chúng ta ôn lại thật nhanh những cái thứ đó. Thì đây cũng là một cái bài mà nó rèn luyện lại một chút.